Mỹ Đình, cô ở đây. Dạ, cháu chào cô ạ. Ừ, hôm nay cô có lớp học làm bánh, cho nên là cô rủ cháu đến đây luôn, để cô cháu mình vừa làm vừa nói chuyện cũng tiện nha. Dạ. Dạ, cháu phụ giúp được gì cho cô, cô cứ bảo cháu nha. Cháu đeo tạp dề vào đã, rồi đi găng tay vào. Dạ. Mẹ đừng dọa con dâu tương lai của mẹ chạy mất nhá. Cắt cho cô những quả dâu này ra. Dạ. Hôm trước cô chú có qua nhà bác Lan chơi, thấy cháu với Nam đi với nhau. Lúc đó cô mới biết là hai đứa đang hẹn hò. Đây cô bảo. Dạ. Cắt như thế này. Cháu để dọc quả dâu như thế này này. Đấy. Cắt đôi như thế này cho cô. Thế nhá. Cô cũng hơi bất ngờ vì từ trước đến giờ cô thấy hai đứa chỉ thân nhau thôi. Đừng căng thẳng. Cô không phải là bà mẹ cổ hủ mà cho rằng con trai mình là vàng là bạc, mà không đồng ý này nọ. Và cô cũng nói thật, cô biết là cháu đã qua một lần ly hôn, nhưng không phải vì thế mà cô gây áp lực cho cháu. Cháu chơi thân với Nam cũng biết bố của Nam cũng là người chồng thứ hai của cô. Cho nên cô sẽ không lấy những cái điều người ta đã từng đánh giá về cô để đánh giá cháu. À, mà cô cũng xin lỗi. Cô đã tự ý liên hệ với chồng cũ của cháu để hỏi một vài thứ. Nhưng mà bây giờ gặp người lớn là lớn chuyện luôn á. Đừng có gì mẹ Xuân với mẹ Mến tác động nha. Quan trọng là anh nghĩ sao. Em không còn trong độ tuổi sinh nở tốt nữa đâu. Em... Chẳng lẽ em cứ muốn yêu đương mãi, không muốn có một kết thúc à? Quan trọng là em có nghiêm túc muốn đi đường dài với anh hay không. Còn đâu, nếu mà vạn sự tùy duyên không được thì để anh tính, anh cân tất. Mà này, bình thường hổ báo cáo trồn lắm cơ mà, sao có việc yêu đương thôi mà căng thẳng thế? Tại ai? Ai đòi chuyển qua chế độ yêu đương vậy? Dạ. Chuyển rồi là không có chơi hối hận nha. Nha. Cái gì để cho sau này đỡ hối hận đi. Nói gì vậy? Làm gì? Thì... Làm cái gì là làm cái gì? Làm cái gì? Làm cái gì mà người ta hay làm ấy. Làm cái gì? Đấy. Đấy. Này, này, nghe đi.
Nghe thì nghe, làm gì phải sợ. Gì? Nghe nè. Mình gặp nhau được không? Anh có chuyện này rất nghiêm túc muốn nói chuyện với em. Tôi không có chuyện gì muốn nghe từ miệng của anh. Tôi cấp máy nha. Em yêu thằng Nam rồi chứ gì? Có giỏi thì chối đi. Hồi đó không yêu, bây giờ yêu rồi làm sao? Liên quan gì tới anh hả? Nghĩ lại đi. Bố mẹ cậu ta không thích em đâu. Nè, tôi nói cho anh biết nha. Bây giờ mà anh rảnh quá, dư thời gian quá, anh đi kiếm công việc để làm đi. Còn không thôi á, anh đi kiếm đại đứa nào mà anh yêu đi. Tôi không có rảnh tiếp chuyện anh đâu. Cúp máy nha. Đừng có cúp. Nếu không sẽ hối hận đấy. Em thử nghĩ xem, bố mẹ cậu ta thích em ấy, tại sao phải hẹn gặp anh để hỏi về em làm gì, đúng không? Cảm ơn đã báo tin nha. Anh không biết chuyện này, hay là để anh gọi cho bố mẹ anh hỏi nhá. Thôi đi, để cho em gặp mẹ Xuân nữa. Để em tự xử lý, đừng có xen vô được không? Kỳ ghê, chuyện của hai đứa mà em bảo không xen vô là sao? Nhưng mà mẹ Xuân chỉ muốn gặp riêng một mình em thôi. Để em tự xử lý đi. Không yên tâm lắm. Yên tâm chưa? Dạ thưa cô, cháu biết. Điều đó có nghĩa là cô còn rất nhiều điều băn khoăn về cháu. Cô có điều gì thắc mắc á, cô cứ hỏi thẳng cháu đi. Cháu nhất định là thành thật trả lời hết. Cháu yêu Nam nhiều bao nhiêu? Cháu không phải là người giỏi đo lường tình cảm. Trước khi là bạn trai của cháu thì Nam với cháu là bạn rất thân. Nam rất tốt. Giờ Nam rất rất quan trọng đối với cháu. Phải. Cháu đang trong tư cách là một người bạn, có rất nhiều ưu điểm: chân thành, nhiệt tình, vô tư, phóng khoáng. Nhưng nếu để là một bạn đời thì chưa chắc những ưu điểm đó sẽ được phát huy ưu thế, phải không? Dạ phải. Cháu cũng không tự tin đâu cô. Tại vì dù sao cháu cũng đã thất bại hôn nhân một lần. Tên nào? Mọi thứ đã chuẩn bị xong hết chưa? Xong hết rồi chị ơi. Mấy món mà anh Trường thích em cũng làm xong rồi. Mẹ ơi, mẹ mang ảnh của Kitty vào cho ông ngoại xem ạ. Đây, cháu xếp vào đây cho cô. Dạ.